Đại sứ quán Tây Ban Nha thông báo không thể cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than do không có thông tin nơi sinh. Theo thông báo hôm nay của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, hộ chiếu mẫu mới không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang. Đây là thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Quy định hiện hành không cho phép cấp thị thực Schengen cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực. Khối Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu đã bãi bỏ các hình thức kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên. Người mang thị thực Schengen được phép lưu trú tại các nước trong khối tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ nửa năm. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang phối hợp cùng các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen phân tích kỹ thuật liên quan đến mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Cơ quan này cho hay, Đại sứ quán Tây Ban Nha cho biết cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam hay không, họ không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu này. Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu còn hạn trước đây của Việt Nam, bìa xanh lá, có thể hiện nơi sinh vẫn được Đại sứ quán tiếp nhận và xử lý bình thường. Những người có ý định nhập cảnh vào các nước thành viên trong khối Schengen nên liên lạc với cơ quan đại diện của các nước đó để xác nhận thông tin liên quan, tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh tại biên giới giữa các quốc gia trong khối Schengen, Đại sứ quán Tây Ban Nha khuyến nghị. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam sau đó thông báo không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. Bà Trần Thị Hương, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, cho biết Đại sứ quán Việt Nam đang liên hệ với các cơ quan hữu quan Tây Ban Nha để nắm rõ vấn đề phát sinh, nhằm nhanh chóng có phương án giải quyết mà hai bên có thể chấp nhận. Bà Hương đề nghị những người đã được cấp hộ chiếu mới cần bình tĩnh và chờ hướng dẫn cụ thể sau khi Việt Nam thống nhất với phía Tây Ban Nha. Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1 tháng 7, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than. Đại diện Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an ngày 28 tháng 7 khẳng định hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã làm đúng quy định và thông lệ quốc tế, các vấn đề phát sinh sẽ ưu tiên xử lý qua đường ngoại giao.